Toàn đều luôn các bạn. Đây con này, nắm chắc nối luôn. Quá chuẩn luôn. Đây, đây một rổ, mình sẽ đi đổ, xong mình sẽ thái tiếp. Đấy. Đi thái tiếp. Ăn nấm như mình là bảo đảm nha, không hóa chắc nha. Bạn nấu canh mướp cũng ngon. Nấm. Giờ là bắt đầu sáng rồi. Chim gà nó kêu. Thỉnh thoảng mình hái dao. Cởi. Chim gà dịch kêu cởi ha. Anh chị xem thì nhớ ủng hộ kênh của em nha, và ủng hộ trại nấm của em. Anh chị đảm bảo luôn nha.